em nhìn lại cái sự nghiệp, cái công việc của em thì em cảm thấy rất là vui và rất là may mắn khi đã được đến với cái công việc mà cái niềm đam mê của mình với bóng đá. Không phải là hài lòng mà mình cảm thấy vui khi được mình được chơi ở V-League và được bước đến cái ước mơ của mình là được vào đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tài đến với bóng đá như thế nào? Thật ra em đến với bóng đá thì từ khi bé là ở quê em thì em hay đi đá kiểu vào những buổi chiều hay chơi với những anh em bạn bè đó. Thì thật may là trong trường lúc đi học thì em được chọn đi đá bóng cho trường và được vô địch rồi mới lên tới cấp huyện, được các thầy tuyển đi thi đấu cho huyện ở trong tỉnh được tuyển vào Năng Khiếu Bình Định. Em rất là thích bóng đá luôn. Cứ vào một buổi chiều buổi tối là em có thể bỏ việc em đi đá bóng, mặc kệ về ba mẹ bị ba mẹ la đánh như thế nào em vẫn đi. Nhà ba mẹ đi làm rồi không chịu lo việc nhà, cơm nước nấu cơm ở nhà đó, như đánh thì la mình là tại sao như vậy thôi chứ còn không có lời hăm dọa nào. Cái lúc mà bước chân vào trường Năng Khiếu là ba mẹ không cho em đi, em khóc, em phải xin, em xin cha mẹ nhiều lần, cha mẹ mới hỏi ý kiến của ông bà với lại các cậu trong gia đình mới cho em đi. Lúc đó con mình em, con trai nhà mà mới nhỏ tuổi ba mẹ, chắc em nghĩ là trong những người cha người mẹ nào cũng suy nghĩ là con còn nhỏ quá không nên cho đi xa bằng tay cha mẹ, sợ. Nhưng lúc đấy tại sao em còn nhỏ như thế mà em vẫn còn muốn đi? Bởi vì cái niềm đam mê bóng đá thích của em quá, em vẫn muốn đi, em vẫn xin như thế nào bắt buộc ba mẹ cho em đi, chừng nào con không được thì con quay về. Đầu em lúc đó em chỉ nghĩ là mình thích, mình đam mê bóng đá, mình đi theo cái chuyên nghiệp, cái sự chuyên nghiệp. Bởi vì lúc đó trước khi đi vào đó là thầy đã nói em là được tuyển vào trong đó là mình phải đi theo nghề bóng đá. Em còn nhỏ quá, em chưa suy nghĩ về xa được, nhưng mà em chỉ suy nghĩ trước mắt của em là bởi vì em thích và em đam mê cái nghề của em, cái nghề hiện tại của em như bây giờ, thì em cứ mong muốn được ba mẹ tạo điều kiện cho em đi để em theo. Khi nào thì em bắt đầu suy nghĩ thực sự là trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp? Lúc 14, 15 tuổi là em đã chứng kiến được đội nhà, đội Bình Định đá đó. Em nhìn các anh chơi thì em trong lòng em lại muốn khao khát. Trước tiên hồi đó em chỉ suy nghĩ là mục tiêu của em là được lên đội 1 của Bình Định. Tài lớn lên thì lúc đấy là bóng đá Bình Định bắt đầu đi xuống rồi, chứ nó cũng không phải là thời kỳ quá là huy hoàng đúng không? Dạ đúng rồi. Thì lúc đấy tại sao em lại suy nghĩ là em sẽ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp? Tầm tuổi đó là đội Bình Định vẫn còn chuyên nghiệp. Đến giai đoạn 17 tuổi là 17 tuổi Bình Định mới bỏ giải đi xuống. Là cái giai đoạn đó tụi em được chuyển qua cái gọi là từ trường Năng Khiếu mà chuyển qua bên trung tâm để ở cùng với đội lớn đó. Là đội Bình Định bỏ giải thì nên lúc đó là tụi em lấy tụi em trẻ lên để đi tham gia lại, làm lại cho Bình Định tất cả ở giải hạng 3, hạng 2, hạng nhất. Là lúc đó em được thầy Huy là người chăm lo cho em, cái kiểu chăm lo từ lúc mà 13 tuổi em mới vừa vào luôn, chăm lo cho em tới bây giờ hàng ngày, nói chung y như một gia đình. Và tới bây giờ là coi như là gia đình của em, thầy của em là chăm lo hàng ngày, cơm trưa về nhà ăn cơm các kiểu, chăm lo cho, chỉ dạy em ra sân tập luyện tất cả mọi thứ. Cái lúc mà em vào thì thầy đã bước qua cái tuổi là hết đá bóng rồi. Lúc đó thầy chỉ dạy em những cái khía cạnh còn trẻ mà còn tập luyện, thiên năng tập luyện thế này để đạt được những cái gì mình mong muốn. Tới bây giờ được vừa rồi mà bước ra khỏi Bình Định để về Bình Dương thì bước vào sân chơi chuyên nghiệp rồi, thầy dặn là mình phải biết chăm chút, chăm lo bảo quản, chứ không có được như thầy như hồi xưa nói. Thầy cũng như từng như con, là cũng kiểu cũng được cái này được cái kia nhưng mà thầy không giữ được, cho nên đánh mất sớm, cho nên phải dặn con là phải như thế này như thế kia để ổn định về sau này, chứ không có để mình cảm thấy mình vấp ngã nữa. Cái lúc nhỏ thì em không nghĩ, chắc mình thầy nhìn thấy được các bạn thầy quý mến, và em cũng nhìn thấy thầy, em cũng thấy cái sự được thầy yêu thương, mình quý mến thầy từ bé, cho nên thầy giúp đỡ mình rồi mình cố gắng hàng ngày, thầy thấy được cái sự hăng say của mình đó, thì thầy trò gắn kết với nhau hàng ngày thì tình cảm nó có với nhau. Cái kỷ niệm mà em nhớ nhất khi mà đi tập trẻ ở Bình Định là gì? Ở sân Quy Nhơn chỉ có một sân à. Mà hồi trẻ thì tụi em hay đi, phải không được tập sân đó, đội lớn tập tụi em phải ở từ trường, tụi em phải xách giày đi bộ đi lên một cái sân ở trên ngay chỗ gần bệnh viện đó. Là đi khoảng 15-20 phút đi bộ đó, thì tụi em cứ chiều nào cũng ngủ dậy rồi anh em bạn bè cùng xách giày đi bộ hay là thi đua chạy nhau để ai lên sân trước. Những kỷ niệm đó em rất là nhớ. Tại sao Bình Định đã từng là một nơi mà sinh ra rất là nhiều những cầu thủ, mà thời gian gần đây nếu mà nói đến cầu thủ trẻ của Bình Định người ta chỉ nhớ đến mỗi Tài? Em không biết có còn tham vọng hay như thế nào về bóng đá nữa hay không, cho nên
em thấy mọi người cầu thủ đồ cũng không có còn hăng say, hay là cứ đến một cái mức độ nào đó là đều bỏ ra đi tìm công việc khác. Lúc đó Bình Định đang xuống thì mọi người cứ nghĩ, ừ mấy bạn nghĩ ở lại đây đâu có tương lai, thì cứ nói em như vậy, nhưng mà em vẫn quyết tâm em ở lại, em theo, em không bao giờ bỏ, bởi vì nó còn khao khát ở trong lòng em, cái niềm đam mê của mình không thể bỏ được. Và từ nhỏ mình, lúc mình đi mình cũng nghĩ, lúc đó mình nghĩ được là tại vì sao mình bắt buộc mình xin cha mẹ cho mình đi rồi mà bây giờ hiện tại bây giờ lại bỏ. Mình bỏ mình làm được cái nghề gì, mình làm được công việc gì, thì lúc đó không trắng tay thì mình lại quay về phải làm khó gia đình. Cho nên em bắt buộc một mình em vẫn theo. Còn những bạn bè, có những người bạn em vẫn khuyên, em kêu tại vì sao không theo, nhưng mà mình không có quyết định được cái việc đó. Các bạn thì ai ở thì ở cùng với em, ai không ở thì thôi, còn em vẫn tập đó theo những cái lớn tập. Và thực sự thì nếu mà nói đến tài thì phải nói đến một cái chặng đường, phải nói là tài năng, phải nói là ý chí, nỗ lực, nhưng rất nhiều may mắn. Nếu không có giải hạng 3, không được lên U19 thì có thể hôm nay không có Hồ Tấn Tài ngày hôm nay. Hãy nói về cái điểm khởi đầu cực kỳ may mắn đấy của Tài. Tài có biết là tại sao mình được gọi lên đội U19 không? Em cũng chưa hỏi thầy, nhưng mà giai đoạn đó thì em chỉ nghĩ là tại mình mới vừa trải qua một giải U17, mà cái lứa U17, U18 đó thì là chuẩn bị sắp tới đi tham gia giải U19, thì em nghĩ thì mình được chọn thôi, chứ còn em không hỏi. Lúc đó em lo sợ lắm anh, lo sợ lên đó như thế nào như thế kia. Nhưng mà cũng phía sau lưng em cũng có nhờ thầy Huy lúc nào cũng chia sẻ tâm sự, hồi xưa thầy như thế này, cũng một mình Bình Định bỏ đi ra thể công rồi Hà Nội thế này kia, mình phải đi mình mới biết. Lên gặp các bạn đồng trang lứa lúc đó mình cảm giác lo sợ, bởi vì em nhìn hầu đó em chưa đánh giá cao, em nhìn mấy bạn nhưng trong những cái lò đào tạo mới lớn ở Việt Nam cùng với nhau lên, cùng với nhau thân chơi, cùng một mình em lẻ loi, cảm giác em sợ. Có ngợp không? Lúc đấy ngợp không? Sợ. Thực sự là lúc đấy có cảm thấy tự ti không? Dạ có nhớ, em sợ mà nhiều lúc mà ra sân thì Tuấn la em nhiều quá, em sợ em phải gọi về em nói, em hỏi thầy Huy, em gọi Huy hỏi kêu thầy bây giờ lên đây cái kiểu tập thế này kia mà kiểu bị la quá sợ, thầy kêu không sao hết, ở đây mình ra sân là mình phải cứ bỏ qua những cái lời đó, mình cứ ghi nhận những cái điều tốt của thầy nói thế này kia thì mình cố gắng lên. Từ cái cuộc điện thoại với thầy Huy đó là xong, ngày hôm sau em ra là em quên em tập, em chỉ hang say tập luyện. Chính xác là thầy Tuấn la Tài điều gì? Là la những cái kỹ năng, hay là những cái bước đầu chạm bóng, hay là những pha xử bóng, hay là những cái bài tập không tập trung ở ngoài sân thì thầy đều nhắc thầy la em. Nhưng mà nhục xong rồi ra mình tập xong chừng các bạn với em suy nghĩ sao thôi, thầy thì thầy muốn tốt cho mình, thầy mới nhắc nhở mình nhiều thôi. Em đã tiến bộ như thế nào dưới bàn tay của thầy Tuấn? Cầu thủ mà được thi đấu nhiều, được chơi nhiều thì nó sẽ hoàn thiện bản thân hơn. Nhưng mà lúc đó em lên, em còn vừa tâm lý nè, vừa cảm giác lo sợ nè, nhưng mà ra sân tập với thầy qua từng ngày cảm giác mình tự tin lên, và mình được thầy trao tặng cơ hội cho mình thi đấu nữa, cùng các bạn cùng trang lứa với mình tốt nữa, hoàn thành những cái mục tiêu nữa, cảm giác bản thân em tự tin và hoàn thiện dần dần. Như cá nhân em ở Bình Định làm sao không thể so sánh được với các bạn như Quang Hải hay Hậu ở câu lạc bộ mới như thế này nữa. Nhưng mà sợ nhờ cái sự chỉ dạy của các thầy rồi mình tập luyện với các bạn gắn kết với nhau rồi mình mới hoàn thiện cùng nhau. Đâu là cái điều mà thay đổi Tài khi mà tham gia các đội tuyển trẻ? Gần như là có một sự lột xác liên quan đến tư duy, liên quan đến chuyên môn và kể cả là cái cơ hội của mình nhé. Ở đội cấp đội tuyển trẻ rồi mình muốn lên tiếng, cho nên cái lòng khao khát của mình mỗi khi ra sân mình hăng say, mình tập luyện mình. Nhưng mình cái công việc bóng đá là mình có hăng say, có tập luyện mới thành công được. Mỗi một mùa giải nó trôi qua đó thì cái mùa giải này mình đã hoàn thành mục tiêu rồi, mình tiếp tục cái mùa giải kia thì cái bản thân mình phải cố gắng hơn nữa mới hoàn thành được cái mục tiêu cao hơn. Thì nó vượt qua từng cái U19 rồi U20 thì qua xong hai giai đoạn đó thì mấy lòng trong người em cảm giác có sự tự tin khá là cao trong cái giai đoạn đó, mới được ở thầy Chiến làm cùng, mới đưa em về Bình Dương. U19 là giải đấu mà cho em một cái đội bóng để em nhìn thấy cái tương lai. U20 World Cup là nơi mà thực sự em thi thố được tài năng của mình. Em chơi ở một cái sân khấu cao nhất của bóng đá thế giới. Và ở đó em gặp thầy Trần Minh Chiến, là người đã đề xuất để xin em về Bình Dương. Và nói kể cả về mặt sự nghiệp, kể cả về mặt cơ hội, kể cả về mặt cảm xúc, sự tự tin. Anh nghĩ là U20 World Cup và thầy Trần Minh Chiến chính là cái lõi để tạo ra một con người của Hồ Tấn Tài khác biệt hoàn toàn. Hãy kể về cái buổi mà em biết được là em sẽ được Bình Dương mượn.
Thực ra lúc đó hình như đang tập ở Hàn Quốc. Lúc đó trong buổi tập vậy, cái đang được hay đang tập ngoài sân mờ, cái kiểu lúc đó em ra ngoài em đứng đó thì Chiến hỏi là có muốn về Bình Dương chơi hay không. Lúc đó em chưa còn được nghỉ là ra khỏi Bình Định mà anh, thì em mới kêu chạy thì vậy thì tốt quá thầy. Thầy mới kêu là dạy được rồi. Thì lúc đó em có niềm tin, em lại hy vọng là như thầy nói như vậy là chắc có mình có cơ hội mình được đi ra Bình Dương chơi môi trường vật lý này. Thì lúc đó em lại có cái động lực. Tài có biết là tại sao Bình Định lại đồng ý cho Tài đi không? Dạ không. Vậy thì hôm nay Minh Hải xin phép được bật mí cho Tài cũng như là cho quý vị nghe một cái câu chuyện liên quan đến Tài. Đây là một cái câu chuyện mà nó có tính hệ thống. Trong một cái cuộc gặp giữa anh Trần Minh Chiến, anh Hoàng Anh Tuấn và giám đốc kỹ thuật Duyên GD của chúng ta vào thời điểm đó, ông GD thể hiện cái mối quan ngại là cái lứa U20 World Cup ấy, nếu như mà về không được thi đấu thường xuyên thì đẳng cấp nó sẽ bị giảm ngay lập tức. Và chúng ta nhìn thấy rất nhiều người, đúng không ạ? Có Hồ Minh Dĩ, chúng ta thấy có Trần Thành, là những người mà không có cơ hội để ra sân thi đấu. Và cuối cùng thì đẳng cấp đi xuống. Cho nên là ông đề nghị tất cả các huấn luyện viên, ai có cơ hội nào để tạo điều kiện cho các học trò của mình thì cố gắng. Và đấy là cái ý tưởng mà anh Trần Minh Chiến đề xuất để lấy được Hồ Tấn Tài. Và thứ hai, thưa quý vị và các bạn, là đây không phải là câu chuyện giữa câu lạc bộ bóng đá Bình Định và câu lạc bộ BKMX Bình Dương, mà đây là hai địa phương, là tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Định. Họ có một cái hợp tác. Hợp tác này là hợp tác ngoài bóng đá. Nhưng câu lạc bộ Bình Dương đã đề nghị với tỉnh Bình Dương là xin Hồ Tấn Tài về để thi đấu cho Bình Dương. Cho nên là bên phía Bình Định mới đồng ý. Bởi vì lúc đấy thì cái tên tuổi của Tài thực sự là nó như một cái hình ảnh đại diện cho một cái trung tâm. Và đã lâu lắm rồi thì Bình Định mới có được một nhân tài như vậy. Họ rất muốn giữ, nhưng nếu mà giữ Tài ở đấy thì có thể làm thui chột tài năng của Tài. Và đấy là lý do vì sao thầy Trần Minh Chiến đã tạo cho Tài một con đường. Và thực sự đây là điều mà Minh Hải cảm thấy cực kỳ may. Là may mà có hai địa phương làm việc với nhau và Tài đã được về Bình Dương. Và ngay mùa đầu tiên là đã có ngay cái cúp quốc gia, đúng không? Dạ đúng rồi. Hãy kể cái câu chuyện đầu tiên khi nhận bộ quần áo của Bình Dương nó như nào. Về lúc đó vào cánh trưa thì em được nhận bộ đồ, thì cầm bộ đồ lên cảm giác mình vui, là kêu cuối cùng mình cũng được mình ước muốn của mình là được lên sân, đưa lên chơi sân chuyên nghiệp của Bình Định. Nhưng mà do một cái cảnh nào đó Bình Định không, bây giờ mình được chơi môi trường cao hơn, cho nên mình phải, lúc đó em vui mà cái kiểu cảm giác thích lắm, muốn được thi đấu liền đấy. Nhưng mà giai đoạn đó mặc đồ Bình Dương, tập luyện Bình Dương một thời gian rồi mùa giải sau em mới được thi đấu. Chưa có ngợp không? Dạ ngợp chứ anh. Ra sân toàn gặp những anh lớn ở môi trường V-League thế này. Nói chung em, cái tính em, một môi trường mới là em hay bị rụt rè. Dạ. Nhưng mà em chơi với các anh qua từng ngày, anh muốn tập luyện hàng ngày thì... Nhưng mà mình cũng là người hùng World Cup chứ mình có thua ai đâu. Không, nhưng mà em, cái tính em hồi giờ không có cái kiểu tự... Tự mãn đi đấy. Mãn hay là tự cao tôi này, này kia, em có. Lúc nào em cũng hòa nhập từ mình thân với nhau rồi mình mới vui đùa các kiểu, chứ còn em bình thường là không có những cái chuyện đó. Những ngày đấy có lo lắng là liệu mình có trụ lại được một cái đội hình mà rất nhiều ngôi sao của Bình Dương? Em không có còn sự sợ hãi, em vẫn tự tin để em tập luyện để em được thi đấu. Lúc đó em suy nghĩ là ở ngoài nước đội tuyển thì mình còn chơi tốt, tại sao về lại mình chơi không được. Em cố gắng tập luyện để em chơi được. Và rất may cũng về với thầy Chiến, thầy Chiến tạo cơ hội chơi. Ngay từ trận đầu tiên là em đã được chơi cùng với thầy và thể hiện tốt, mà vui hơn cái nữa là được cúp đầu tay ở trong bóng đá của Việt Nam mình là cúp quốc gia. Và hãy kể về bàn thắng đầu tiên của mình cho Bình Dương đi. Bàn thắng đầu tiên của em Bình Dương là trận hình như vòng thứ hai đá với Nam Định. Chính xác. Dạ đúng rồi. Tình huống đấy nó như thế nào còn nhớ không? Tình huống đó là anh Tấn Tài anh đá phạt góc, là em đánh đầu, nhưng mà hình như bóng là đánh trúng đầu mà trúng vai em vào. Vui quá mình không biết như thế nào nữa, mình chỉ biết chạy ra mình ôm các anh như vui sướng trong niềm vui sướng thôi. Và đấy lại là một cái may mắn nữa, đúng không? Dạ. Ngay ở trong cái trận đấu thứ hai của mùa giải thì đã lại có ngay bàn thắng. Thực ra anh thấy là ngoài cái tài năng, ngoài sự cố gắng, ngoài cái sự rụt rè, ngoài tính khiêm tốn, ngoài tính cầu thị ra thì có một cái thực sự là nó gần như là xuyên suốt, là dường như Tài đi đâu Tài anh gặp may. Từng năm trải qua, năm nay năm thứ ba em chứ cho Bình Dương ở môi trường V-League, là cứ năm nào em cũng có bàn thắng, mà năm nay là em được tới 3 bàn. Cứ mỗi năm em, năm đầu tiên em kêu năm nay 1 bàn, em đặt ra mục tiêu năm thứ hai em 2 bàn, năm thứ ba 3 bàn, và những cái điều đó em đều làm được. Thế thì rất nguy hiểm nhá.
đến mùa thứ 14 là khả năng là vua phá lưới đấy. Không, em đặt ra theo cái khía cạnh của em vui đó. Em là bắt buộc mình phải có một bàn lần đầu tiên, năm thứ hai 2 bàn, năm thứ ba 3 bàn. Thì bây giờ mình đang làm được. Em nhìn nhận cái xu hướng tấn công của em là không có tốt chứ không phải là tốt. Đến bây giờ vẫn vậy. Hay là đến lúc mà được quân tiễn hay là qua giai đoạn của thầy Bác hay là thế này thế kia, em vẫn nhìn nhận là em về xu hướng tấn công chưa hoàn thiện lắm. Đây là một điều rất bất ngờ đấy nhé. Dạ. Bởi vì anh nghĩ là rất là nhiều người trong giới chuyên môn thì sẽ đánh giá là Tài là người mà có một cái gen trội hơn trong cái vấn đề liên quan đến tấn công chứ không phải là quá mạnh liên quan đến phòng ngự. Nhưng mà Tài thì lại nghĩ khác đúng không? Dạ, em lại theo bản thân em nghĩ ngược lại. Em là em thấy em chỉ xu hướng mình là người hậu vệ, mình hậu vệ thôi, còn tham gia về tấn công thì mình còn hơi hạn chế. Cho nên bản thân em mới nhìn các anh như em nhìn Trọng Hoàng, các anh lớn hơn đá biên á, thì em dần em phải tham gia tấn công nhiều hơn để học hỏi. Thế lại nhớ cái trận chúng ta giao hữu với Trung Quốc, hai bàn thắng của Tiến Linh là hai đường truyền của Tài, mà hai đường truyền sau hai pha đi bóng phải nói là rất đẳng cấp. Bản thân em thi đấu với nước ngoài, bất kể đội nào em không quan trọng người đó là ai. Em không có quan tâm cầu thủ này cầu thủ kia là ai như thế nào, em vào sân là em chỉ biết đá. Bạn là bạn, là tôi là tôi, đá với nhau với em không quan trọng. Em nhìn nó là mày thế này hay là mày ở đội này cao hơn là em có. Em chỉ biết đá hay xe, mình cố gắng trong từng trận làm chỉ tập trung đá bóng thôi. Còn kết quả là nó nói lên. Em với Tiến Linh có những cái bài tập riêng gì không mà hai đứa ăn ý với nhau đấy? Kể cả ở SEA Games anh thấy là hai đứa cũng rất hay có những pha truyền với nhau ăn bàn. Em với Linh kiểu hay nói chuyện với nhau như thế này. Chơi với nhau ấy, nói chuyện với nhau, bạn thân với nhau thì ra sân thì những cái đường chuyền, mỗi lần em xuống biên là Linh nó chạy, là cái cảm giác mà kiểu mình nhìn mình hiểu nhau như thế nào đó thôi. Chứ còn tập thì đúng ra cũng có tập, Linh ở trong tập suốt môn, em ở ngoài tập chuyền. Linh là tốt những cái pha hay chạy sau lưng, cho nên Linh hay giật những cái đường chuyền chạy sau lưng, và em là chuyền. Là những pha đó là dạng như những pha làm bóng nhanh á, em với Linh có hay nói chuyện về một cái khía cạnh đó thôi. Chỉ cần em nhìn Linh mà nhìn thấy em giữ quả bóng ra như thế nào là Linh là biết. Linh nó xuất phát nhanh, bứt tốc nhanh, cái đoạn bứt tốc ngắn. Dạ. Tất cả tiền đạo nội ở Việt Nam mình, em nghĩ Linh cầu thủ hay nhất đó. Em thấy Linh chơi đầu tốt, kỹ năng xử lý bóng tốt. Và quan trọng nhất là em chấm Linh là cái khu dứt điểm của Linh trong vòng cấm rất là tốt. Như một tiền đạo thì phải, quan trọng là phải hoàn thiện hết tất cả trong vòng cấm tốt, ngoài vòng cấm mình xử lý tốt, mình phải có những cú sút xa hay là không phải những cú sút cận thành. Bây giờ phải cần hoàn thiện hơn tất cả mọi thứ. Mà em thấy Linh đang dần hoàn thiện những tất cả mọi thứ. Chắc chắn là người mà đưa Tài lên đỉnh cao được, chúng ta phải nói đến thầy Park. Thầy Park có ảnh hưởng như nào đến sự nghiệp của Tài? Em được tập trung lên tuyển, được chơi với thầy. Thầy là người rất là tâm lý, rèn luyện, chỉ dạy từng ly từng chút luôn. Rồi phải nhắc nhở, và những lời nói nhắc nhở cho tụi em phải tập trung để được chơi đấu, thi đấu tốt, chứ không được thả lỏng người ra. Anh nghĩ là Tài có bốn người thầy rất là quan trọng. Một là thầy Huy ở Bình Định, sau đấy là thầy Tuấn đưa em lên U19 và U20 World Cup, thầy Chiến là người đưa em lên đi V-League, và thầy Park là người cho em rất nhiều những cái danh hiệu ở tầm đội tuyển quốc gia cũng như ở SEA Games. Em so sánh như nào với bốn người thầy này? Mỗi người có mỗi cái điểm riêng khác nhau. Thầy Huy thì cũng hòa đồng, kiểu nhẹ nhàng em thế này thế kia, chạy dậy của thầy Tuấn kiểu hơi quyết liệt. Thầy Tuấn hơi nóng tính thêm với em. Rồi còn thầy Bác thì việc nào ra việc đó, ra sân nóng tính cực kỳ, nhưng mà ở ngoài sân thì thầy rất là tình cảm. Thầy Tuấn thì cho em được cái bước đầu, còn thầy Bác là bây giờ đang tạo cho em những cái niềm tin khát khao lớn hơn ở trên mặt đội tuyển để em cố gắng được cái hành trình của em. Em có kỷ niệm nào với thầy Park, một kỷ niệm rất đáng nhớ giữa hai thầy trò? Vui nhất là lúc thầy hỏi ở quê nhà em làm gì, có nuôi bò hay không, thì em nói là có. Thầy mới kêu là bây giờ mày không cố gắng đá bóng đi thì mày về nhà mày chăn bò. Đó là không nhiều khi thầy nói vậy, mà cái sự cái tình cảm của thầy trò em thấy nó vui và gần gũi. Hiện nay thì chúng ta cũng thấy là trong cái danh sách gần nhất của đội tuyển là có tên của Tài, và chắc chắn là tới đây Tài cũng sẽ là người được góp mặt. Và đấy sẽ là một cái khu vực mà anh nghĩ là nó khá là nhiều những nhân tài. Chúng ta nhìn thấy Trọng Hoàng là một tên tuổi quá lớn, Văn Thanh cũng vậy, người Hùng Thường Châu. Em đánh giá như nào về những đối thủ cạnh tranh của mình?
anh Hoàng là người sống tình cảm. Bởi vì em lên em hay ở với anh, anh cũng hay chỉ dạy em, rồi tập chỉ dạy tập luyện hay là sinh hoạt, cách sinh hoạt như thế nào để mình tốt, mình chơi bóng lâu hơn. Bởi vì anh Hoàng xuất phát ra từ khu tấn mặt tấn công, cho nên em nhìn bản thân em còn yếu về cái khía cạnh đó, nên em nhìn thường xuyên em nhìn anh. Em ở anh Hoàng sinh hoạt rất là chuyên nghiệp, ăn uống giờ giấc, sinh hoạt ngủ giờ giấc, tất cả mọi thứ luôn. Em nghĩ là không có gì mà ngoài bờ lề luôn đấy. Em từng ở với ảnh tới giờ phải dậy ăn sáng các kiểu, sinh hoạt các kiểu, tối tới giờ phải tắt điện thoại đi ngủ. Nếu mà được lên tập trung thì mà cứ ở với anh Hoàng là em được cái sự học hỏi nhiều về ảnh nữa. Ưu điểm của ảnh là ảnh chơi cực kỳ rắn và máu, thì cái điều đó là chắc chắn là em phải cần thể hiện và học hỏi. Nói chung là em nhìn anh Hoàng là em phải học hỏi hết tất cả đấy. Và em hiện tại ở Việt Nam bây giờ em chỉ nhìn mỗi anh Hoàng. Thế còn Văn Thanh thì sao? Văn Thanh thì thật ra hồi trước giờ thì tập chơi với nhau, nhưng mà em không có nhìn nhận gì về anh Thanh nhiều thật sự như vậy. Em không có so sánh em với ai hay là em nhìn nhận. Đồng ý, nhưng mà chúng ta hãy đánh giá về Văn Thanh. Điều mà nó đọng lại ở trong đầu của Tài về Văn Thanh là gì? Anh Thanh đọng lại là trong cái giải Thường Châu của anh. Và bước trước đó của anh là chơi với môi trường những anh Gia Lai chơi với nhau. Nhìn anh, nói chung anh nhìn hay. Sau này do anh bị chấn thương cho nên bây giờ anh mới trở lại. Lên tuyển là em chỉ nhìn nhận của anh Hoàng hiện tại, mới vừa lên tuyển được bước chân lên chơi là nhìn học. Chứ còn em là từ bản thân em đã rèn luyện cho mình không nhìn nhận một ai mà học hỏi. Giấc mơ lớn nhất trong bóng đá của em là gì? Giấc mơ lớn nhất trong bóng đá của em á, chắc từ nhỏ tới giờ thì bước qua từng giai đoạn này được chơi chuyên nghiệp, rồi bây giờ hiện tại thì mình được khoác áo chơi trong ngoài áo đội tuyển. Em mơ ước Bình Định sẽ sớm sẽ được trở lại với sân chơi chuyên nghiệp. Và em nghĩ sau này nếu có cơ hội hay là sau này thì em vẫn quay về Bình Định. Có cơ hội nha, Bình Định sân chơi chuyên nghiệp có cơ hội em sẽ quay về cống hiến chơi cho Bình Định.